YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ làm là video chỉ dạy kỹ năng tô màu sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhá. Xin chào bạn nha. Giờ sẽ đi vào chi tiết tô màu nha bạn. Như vậy là
Như vậy video của mình có được cái chung cho bạn. Hello tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ làm là video chỉ dạy kỹ năng tô màu sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Xin chào bạn nha. Giờ sẽ là chi tiết tô màu các bạn. Như vậy là